Dạ, kênh Lương Nguyễn mình chào bà con và các bạn đã xem kênh. Hôm nay quay đây là nhà vườn Văn Giang giao lưu hoa giấy thành phẩm ghép nha bà con. Một số giống đổi màu, giống mới. Cây thì đang búp nụ nha, cơi đọt rất là sung, rất là mượt luôn nha bà con. Một số dòng siêu ong nữa. Sẽ mời bà con và các bạn mình cùng xem và giao lưu với anh Văn Giang ạ. Chào anh Giang. Rồi, chào anh Liêm, chào bà con ở miền Tây Bắc gần xa. Nam có số hoa giấy đang búp gấp to to gì còn còn có ngay nha. Giao lưu phục vụ của nhà mình ha. Rồi đầu tiên là cây số 1 cả nha, một màu ha. Arana đổi màu nha, dòng này đang búp ạ. Arana Cũng rất là xiên bông luôn nha bà con. đó, cao 75 ạ. Ngang 60. Cao 15 ngang 60. Mình có ông đó hai nhánh này là 29 rưỡi cái nhà này. Hai nhánh này qua ha. Cổ đây cái nha. Đó. Gốc nó lắc lượng sổ cao nha. Cuộc khôi thì dáng quái ha. Dáng lắc lượng. Ừ. Rồi mã số 1. Này em xin giao lưu cái nhà mình là 700k cái nhà mình đây. Cho mã số 1, một màu em Dana hay lắc lượng vậy nha cả nhà. Đó. Đang bút đầu đây, Đang bút này cả nhà. bút đấy thì sạch sẽ lắc lượng ha. Đúng rồi cả nhà mình đây. Rồi 700k cho em mã số 1 ạ. À. Xuống cây cả nhà. Đó, lên cục bự nữa cả nhà mình đây, cũng đang bút. Ôi, mã số 2 cả nhà mình đây. Cây này thì được 2 mâm. Hai mâm cả nhà. À. Mã số 2 ạ. À đây nè. À có cái một màu nhất. Cũng một màu Arana luôn cái nhầm nè. Cao là 83 ạ. Ngang là 78 ạ. Đấy là hết sỉ nha. Một bài đặt luôn. Bài đặt nha. Còn có nó 37 cái nhầm nè. Nó vành cổ là 37 ha. Bày đặt bằng kia luôn nha. Đó. Cây chia ra được 2 3 mâm lận. Đó. Rồi, cây này mã số 2 nha. Xin giao lưu cái nhà mình là 1 triệu 300k cái nhà mình đó. Chiếu bài và cho một cái cây cục phôi. Cục phôi bằng kia chia được nhiều mâm cái nha. Đó. Hai mâm hai bên ha. Mã số 2 cả nhà. Bật cái này xuống cơ. Thế mấy cây còn cái nhà mình đây. Mã số 3 ha. Cây này như tím bướm. Trắng. Trắng tiết và tím tiết cả nhà. Dưa hấu ha. Ồ, 4 màu luôn. 4 màu nha cả nhà. Cây 4 màu ha. Tím bướm, trắng tiết, tím tiết và dưa hấu đỏ ạ. Cao 75 ạ. Ngang là 60. Một ghế nha nha. Quanh cổ đây 19 cái nhà này. Rồi cái này em xin giao lưu cái nhà mình là 300k cái nhà mình này. 300k ha. Cho em mã số 3 ạ. Cây 4 màu cái nhà. 4 màu siêu bông. 4 màu siêu bông trắng tiết, mã tím số 3. Tiết, tím bướm với dưa hấu. Tên mã số 4 luôn các nhà này. Dòng này chắc được. Mã số 4. Dưa hấu luôn nè. Dưa hấu, tím bướm, trắng tiết cả nhà. Tiết. 3 màu. Cây 3 màu cả nhà. Cao là 72. Ngang 60. Mình cổ đây 16 rưỡi nha. À, gửi cũng lắc lượng một gửi luôn nha. Lắc lượng như trên hình nha. Uống công công vậy nè. Nhãn 300k mã số 4 luôn cả nhà mình đây. Cho em mã số 4 3 màu ha. 300k cho cả nhà mình luôn ạ. À. Mã số 4 cả nhà. Cái mã số 5. Em ngủ sắc ha. Đó, đang tược bông như trên hình nha. Trắng phát hồng ha. 1. Đỏ ha. Đỏ 2. Tím sen là 3. 3. Vàng. Vàng 4. Cam kế bên. Cam đây 5 cái nha. Cái 5 màu bông như trên hình luôn á. Tua tủa vậy nè. Chiều cao tính khúc giữa là 90 cái nha. Khúc đặt nữa đi ha. Cao khúc đặt là 90. Ngang 70 ạ. Mình có 12 cái nha. Đó đấy vậy ha. Cổ chỗ nhỏ là 12 nha.
Cái này xin luôn cái nhà mình 350k cái nhà mình, 350. Cây cũng đế quắn quéo ha. Cây mã số 5, cây đế quắn quéo luôn nha. Là mã số 5 nha, 350 cho em ngũ sắc này ha. Tàn cực xung xê. Nhỏ, lên một cây nữa luôn, mã số 6 nha. Vẫn là ngũ sắc tiếp ạ. Đó. Nhãn này đúng là 5 màu nha, đỏ, tím sen, trắng phấn hồng, cam vàng ạ. Cây này hoa nó đang rất là sung luôn. Được rất nhiều nha. Cao đây gì tính khúc giữa này 90 cái nhầm này. Khúc cao nữa ha. Ngang đây tính 70 rồi. Cao 90 ngang 70 ạ. Quỳnh cố 14 rưỡi cái nhầm này, gần 15 ạ. À, đế cũng gươm bye bye vậy nha cả nhà. Tặng bye bye lắc lắc nè ha. Dẫn 350k cho em mã số 6 luôn cái nhầm này. Mã số 6 cả nhà. Ngũ sắc. Ngũ sắc. 350 luôn ạ. Đây cục bự nha nè. Đây mã số 7. Dán bài nè. Thôi cục hết sẽ à. Okay. Ghép nhiều màu ha. Mã số 7. Ghép nhiều màu nha nè. Đo cái em tính phải đứng đi cho thấp ha, bởi vì bài nó cao quá. Đứng là 70 ạ. Chứ này dữ thằng lắm. Ngang đây nó 58 cái nhầm nè. Đó, vành cổ này 25 cái nha. Đó, đế nằm bay vậy ha. Dáng bay, khá đẹp ha. Nè, khá đẹp kìa. Cây giờ tính màu hai mã số 7 cái nha. Này son môi cái nha, một ha. Golden ha. Golden sunshine. Hai. Này đã bao quanh da cái nha. Ba. Ba. Adana rồi. Adana cái nha. Bốn màu ha. Bốn. Cây bốn màu cái nha, giống mới không nha. Đó. Hết biết cái cục này nằm đá cái nha. Đó. Mã số 7 cái nha. Dạ cái này em xin giao lưu cả nhà mình là 900k luôn cái nhà mình nè, 900k. Cho em mã số 7 cái nha. Cây bốn màu giống mới nè. Dáng ba dáng nằm ạ. Mã số 7. Cái mã số 8 nha, một cục biết luôn. Đây. Hết biết cục nè. Mã số 8. Cũng nhiều màu nha cả nhà. Như son môi nha. Son môi. Này đa bao bên da. Golden. Golden trên chai nhánh này cả nhà. Chúng ta. Đó. Adana. Bốn màu ha. Bốn màu. Cây này bốn màu có nhầm nè. Bốn màu giống mới luôn ạ. Cao ở đây là 1m cái nha. Cao 1m ạ. Ngang nó 70 ạ. Cao 1m ngang 70. Bành cổ 22 nha. Đó, cổ nhỏ mà cục bự nha. Cục tròn do bành kia luôn nè. Đó. Cụ nở nè. Quấn nè. Mã số 8 nha. Cây bốn màu giống mới ạ. Rồi cái này xin giao lưu cái nhà mình là 900k luôn cái nhà mình nè. Cho em mã số 8 cái nhà. 900k. Cho em 4 màu giống mới. Mã số 8. Cục phôi bành kia tròn do cái nhà. Trời ơi. Cái mã số 9. Cục phôi nữa cái nhà mình nè. Đây là những cây siêu khủng không nhỉ? 9 cái nhà. Cục phôi không mà rất là nặng. Cục phôi không nặng lắm nha cái nhà. Cao 80 ạ. Ngang 68 ạ. Quanh cổ đây 34 nha. Đó, bãi đế nè, gươm quấn nè. Cũng nhiều màu nha, mã số 9 ạ. Adana cả nha. Adana đổi màu. Adana đổi màu. Golden ha. Golden. Đa ba vệ cha. Đa ba vệ cha là 3. Ba màu. Cây này ba màu cả nhà này, mã số 9. À, bởi đế bành kia gì nghe cả nhà.
Rồi cái này em dẫn vô luôn, cái nhà mình là 900k thôi cả nhà mình đó. Mã số 9 ha. Về cái nhà mình mà về gặp mấy cục phôi là xứng đáng nha cả nhà. Phôi quá ok. To, ha. Rồi, cục phôi bự đặc, rất là đặc luôn. Đó, mã số 9 ạ. Đặc khích luôn, hầu như nó giống như một rễ luôn vậy. Tới mã số 10 cả nhà mình ơi. Cẩm thạch tím ha. Đó, này dạng như vậy cái nhà mình cắt tỉa chia hai tầng nha. Đây qua đây ha. Trên tầng dưới bỏ tua tua cho anh. Bye bye. Mã số 10. Cao 75. Ngang đây 60. Mình có 14 cả nhà mình. Đó, dáng một rễ quắn lắc nha. Cái này là nó có thẹo gì nó đang liền nha cả nhà. Đó, lúc bứng chạy ra giờ đang u liền lại ha. Đắt lượng. Cái này xin như luôn cả nhà mình 270k cả nhà mình ơi. Cho mã số 10 nha. Cẩm thạch tím ạ. Mã 11 cả nhà mình ơi. À, giờ mình đang búp xanh dần luôn nha. Này tím bướm coi nha. Tím bướm. Trắng tiết. Trắng tiết. Dưa hấu. Dưa hấu. Đây, nhánh dưa hấu này. Ba màu. Tím tiết rồi đó. Bốn màu. Đây, có bông tím tiết đi nha cái nhà. Tím bướm. Tím bướm. Ba màu. Rồi, tính ba màu cái nhà nè. Cây thùm lùm xanh dần vậy luôn nha cái nhà. Cao nó 72, ngang nó 75, mình cổ là 25 cái nhầm, à, tướng này lùn ha, quấn gì nghe cái nhà, à, cây này xin luôn nhầm 320k mã số 11 ha, 320 cho em ba màu trắng tiết, tím bướm và dưa hấu nha, đang xanh dần bứt rượt ha, mã 11 ạ. Tới mã 12 cái nhà mình nè. Mã 12 cái nhà. Đó, đang búp đẹp luôn nha. Phớt hồng. Phớt hồng Sakura nha, cẩm thạch ha. Bờ lê cam. Phớt hồng bờ lê cam nha. Cao 80. Ngang 70. Còn có 15 cái nhà mình nè. Đó, chọc trứng gì ha. Quá không. Rồi, cái này xin luôn cái nhà mình 380k cái nhà mình nè. 380 mã số 12 cái nha. Rồi. Mã 13 luôn cả nhà mình ơi. À. Hai màu. Cây hai màu cả nhà. Cốt lắc lượng ha. Cây cẩm thạch tím và cẩm thạch phát hồng bờ lê cam cả nhà. Mã 13. Cao 86. Ngang đây là 55. Cổ đây 15 cái nhà mình. À, một cục lắc lượng gì nha cả nhà. Rồi cái này xin luôn cái nhà mình 380k luôn cái nhà mình đây. 380 ha. Cho em mã số 13. Cẩm thạch phát hồng và lấy cam cái nhà. Rồi thêm cây này mã 14 cái nhà mình. Đâu ô cái chậu này ăn gì vậy? Mã 14. Đó, dòng lá nhuyễn siêu quang. Dòng lá nhuyễn nha. Cẩm thạch phát hồng bờ lê cam nữa. Cao là 70. Ngang 50. Mình cổ đây 22 cái nhà mình đây. Đó, bởi đế đặc bởi cái nha. Rồi cái này xin luôn cái nhà mình là 420k cái nhà mình đây. 420 ha. Cho mã số 14 cái nha. Cẩm thạch phát hồng bờ lê cam ạ. Tới mã 15. Đang búp không cả nhà, mới cuốn nha. Tím bướm cả nhà. Tím bướm trắng tiết. Tím tiết. Tím bướm trắng tiết. Tím tiết cả nhà, ba màu. À.
Cái này ba màu nha, tím bướm, trắng tiết và tím tiết, cao là 70. Nhà nó 66. Hoành cổ nó 20 cái nha. À, gửi lắc, nó nằm gì nghe lắc gì nghe. Rồi. Mã 15 ha. Này xin giao lưu cái nhà mình 300k cho em mã 15 cái nha. Ba cây ba màu ha. Rồi, lên mã 16 mã chót cả nhà nè. Đây mã 16. Em trắng tiết, tím bướm. Và tím Pháp cả nha. Tím bướm rồi. Đó. Ba loại, ba loại cả nhà. Cây ba màu ha, mã số 16 nha, như mã chót đây ha. 16. Như mã chót cả nhà. Cao 75 ạ. Nhà này 58 ạ. Mình cổ 18 cả nhà nè. Đó, gửi về nha. Rồi, cái này em xin giao lưu cái nhà mình 300k cả nhà nè, cho mã chót cây ba màu ha. Mã số 16 cả nhà. Rồi nhà vườn Văn Giang em chân thành cảm ơn cả nhà đã xem hết video. Cái nhà hợp nhãn alo số điện thoại của em là 0795428752 nha. Rồi chào cả nhà. Rồi, mình chào Văn Giang, mình chào bà con. Chúc bà con mình xem clip thật là vui vẻ nha. Hẹn gặp lại bà con mình ở những clip kế tiếp ạ. À.